Giảm cơn đau dạ dày nhanh và hiệu quả tại nhà. Bên cạnh sử dụng thuốc, bạn có thể thực hiện một số cách chữa đau dạ dày tại nhà để giảm nhẹ triệu chứng khó chịu. Các mẹo chữa tại nhà có ưu điểm lành tính, an toàn và hầu như không gây ra tác dụng phụ. Trong trường hợp cơn đau có mức độ nhẹ, bạn có thể áp dụng một số cách chữa đau dạ dày tại nhà theo kinh nghiệm dân gian. Hầu hết các mẹo chữa này đều tận dụng nhiệt độ, tác động cơ học và nguyên liệu tự nhiên để làm dịu niêm mạc dạ dày, đồng thời ngăn dạ dày co bóp và bài tiết dịch vị quá mức. Dưới đây, Sống Khỏe Quanh Ta giới thiệu đến các bạn 7 cách chữa đau dạ dày tại nhà đơn giản bạn có thể áp dụng để kiểm soát cơn đau và giảm nhẹ một số triệu chứng đi kèm. 1. Uống nước ấm. Mẹo chữa đau dạ dày đơn giản nhất. Yếu tố trực tiếp làm bùng phát cơn đau ở dạ dày là do dịch vị được bài tiết quá mức. HCL trong dịch vị sẽ tấn công, làm phá hủy chất nhầy bảo vệ niêm mạc và bắt đầu ăn mòn tế bào biểu mô. Kết quả là đau vùng thượng vị kèm theo một số triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa. Nếu không kiểm soát kịp thời, niêm mạc dạ dày có thể hình thành ổ viêm, loét hoặc thậm chí là vỡ mạch máu. Xuất huyết, uống nước ấm giúp trung hòa dịch vị và giảm cơn đau đáng kể. Để làm dịu cơn đau dạ dày, bạn nên uống một ly nước ấm. Nước ấm có khả năng trung hòa độ axit của dịch vị và giảm mức độ kích thích lên tế bào biểu mô. Chỉ sau một thời gian ngắn, cảm giác đau rát và khó chịu ở vùng thượng vị sẽ được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao, nên uống từng ngụm nhỏ để làm dịu niêm mạc thực quản, dạ dày và giảm độ axit của dịch vị. 2. Giảm đau dạ dày bằng cách chườm ấm. Giảm đau dạ dày bằng cách uống nước ấm thường chỉ mang lại hiệu quả với trường hợp đau nhẹ và đau âm ỉ. Nếu cơn đau không thuyên giảm khi áp dụng mẹo chữa trên, bạn có thể kiểm soát triệu chứng bằng phương pháp chườm ấm. Chườm ấm là cách chữa có nguồn gốc từ y học cổ truyền, nhưng hiện nay đã được công nhận về hiệu quả và được áp dụng tương đối rộng rãi. Nhiệt độ từ túi chườm giúp làm giãn mạch máu ở vùng thượng vị, đồng thời làm dịu hiện tượng thành dạ dày co bóp quá mức và giảm mức độ cơn đau đáng kể. Ngoài ra, phương pháp này còn giúp tăng tuần hoàn máu đến dạ dày và đường ruột, đẩy nhanh quá trình tiêu hóa. Qua đó giảm nhẹ tình trạng đầy hơi, chướng bụng và khó tiêu ở bệnh nhân có vấn đề về dạ dày. Hướng dẫn cách chườm ấm, chữa đau dạ dày nhanh chóng. Sử dụng túi chườm và đổ nước ấm vào, nên dùng nước ấm có nhiệt độ từ 50 đến 65 độ C. Chườm trực tiếp lên vùng thượng vị trong 10 đến 20 phút. Chỉ sau một thời gian ngắn, cảm giác đau rát và khó chịu ở vùng thượng vị sẽ thuyên giảm đáng kể. Để gia tăng hiệu quả, bạn nên hít thở sâu trong quá trình chườm để làm dịu hiện tượng co bóp quá mức của dạ dày. 3. Xoa bóp bụng, cách trị đau dạ dày công hiệu. Xoa bóp là hình thức giảm đau được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Hiện nay, phương pháp này đã được ứng dụng rộng rãi trong vật lý trị liệu. Các nghiên cứu cho thấy, tác động cơ học từ thao tác xoa bóp giúp tăng tuần hoàn máu và làm dịu dây thần kinh bị kích thích quá mức. Do đó, ngoài các mẹo chữa trên, bạn cũng có thể xoa bóp bụng để giảm đau dạ dày cùng với một số triệu chứng đi kèm. Biện pháp này mang lại cải thiện rõ rệt với những trường hợp đau dạ dày do ăn uống quá mức, đi kèm với chứng khó tiêu, chứng bụng và đầy hơi. Ngoài tác dụng giảm đau dạ dày, tác động cơ học từ biện pháp xoa bóp còn giúp kích thích hoạt động tiêu hóa và đẩy khí thừa ra bên ngoài. Xoa bóp vùng bụng là cách chữa đau dạ dày tại nhà, đơn giản và hiệu quả. Hướng dẫn thực hiện, cho một ít dầu nóng vào lòng bàn tay, xoa đều cho tay nóng lên. Sau đó, tiến hành xoa bóp vùng bụng theo chiều, lên, xuống, và, trái, phải. Thực hiện liên tục trong 10 đến 15 phút để nhận thấy hiệu quả rõ rệt. Nếu có thể, bạn nên tác động vào một số huyệt vị có khả năng giảm đau dạ dày như huyệt trung quản, huyệt túc tam lý, huyệt thái xung, tam âm giao. Tránh xoa bóp khi bụng quá no. Thay vào đó, nên áp dụng cách chữa này sau bữa ăn khoảng 1 tiếng đồng hồ để thúc đẩy hoạt động tiêu hóa và giảm nhẹ cơn đau. 4. Uống trà cam thảo chữa đau dạ dày. Cam thảo là vị thuốc quý, được dùng trong nhiều bài thuốc chữa bệnh. Thảo dược này có vị ngọt, tính bình, tác dụng giải độc, dưỡng khí và thông kinh mạch. Cam thảo thường được nhân dân dùng để pha trà uống, trị các chứng bệnh ở đường tiêu hóa như đau dạ dày, khó tiêu, loét dạ dày và trào ngược dạ dày, thực quản. Không chỉ được dùng trong y học cổ truyền, cam thảo đã được chứng minh về hiệu quả giảm đau dạ dày. Nghiên cứu cho thấy, các chất chống oxy hóa trong cam thảo có khả năng trung hòa dịch vị, đẩy nhanh tốc độ làm lành vết loét và ức chế sự phát triển quá mức của vi khuẩn HP, tác nhân chính gây viêm loét dạ dày tá tràng. Cách pha trà cam thảo giảm đau dạ dày theo dân gian: chuẩn bị khoảng 1-2 gam rễ cam thảo cho vào tách, cho 300ml nước sôi vào hãm trong 10-15 phút,
uống từng ngụm nhỏ để đạt hiệu quả tốt, nên uống khi trà còn ấm. 5. Dùng nha đam trị đau dạ dày theo dân gian. Nha đam chứa nhiều nước và giàu vitamin, khoáng chất nên thường được dùng để chế biến các thức uống để giải nhiệt. Ngoài ra, nha đam còn được tận dụng để chữa đau dạ dày và một số vấn đề về tiêu hóa. Theo quan niệm dân gian, lô hội có vị ngọt nhạt, tính hàn, tác dụng chữa các chứng bệnh do nhiệt như nóng trong, đau dạ dày do ăn đồ cay nóng và uống nhiều rượu bia. Thực tế, lượng chất xơ và hàm lượng nước dồi dào trong nha đam có khả năng giảm độ pH trong dịch vị. Bên cạnh đó, thảo dược này có khả năng giảm tiết axit, đồng thời giảm hiện tượng trào ngược và các triệu chứng khó chịu khác. Cách dùng nha đam chữa bệnh đau dạ dày theo kinh nghiệm dân gian: chuẩn bị 1 đến 2 nhánh nha đam tươi, đem rửa sạch và gọt bỏ vỏ. Sau đó, lấy phần thịt trắng bên trong đem rửa sạch, kế tiếp đem xay nhuyễn, thêm một ít đường vào và uống trực tiếp. Nên dùng trước khi ăn khoảng 20 phút hoặc dùng khi đói để làm dịu cảm giác đau rát, khó chịu ở vùng thượng vị. 6. Trà mật ong, mẹo dân gian chữa đau dạ dày công hiệu. Mật ong không chỉ là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng mà còn được dùng sử dụng như một vị thuốc. Các chất chống oxy hóa trong mật ong có thể giảm mốc tự do sản sinh trong quá trình viêm, qua đó đẩy nhanh tốc độ phục hồi ổ viêm loét ở niêm mạc dạ dày. Ngoài ra, chất hydrogen peroxide tự nhiên trong mật ong cũng đã được chứng minh có hiệu quả kháng khuẩn, nấm và virus. Hiệu quả giảm đau dạ dày của mật ong còn bắt nguồn từ kết cấu đặc trưng. Với kết cấu dạng đặc, sánh mịn và khả năng dính cao, mật ong có thể tạo thành một lớp màng bao phủ niêm mạc thực quản, giúp giảm triệu chứng trào ngược một cách rõ rệt. Trà mật ong có tác dụng giảm đau dạ dày và một số triệu chứng đi kèm. Cách dùng mật ong trị đau dạ dày tại nhà: sử dụng khoảng 4 đến 5 thìa cà phê mật ong, cho vào tách, sau đó khuấy đều với 250ml nước ấm, uống từng ngụm để mật ong thẩm thấu tốt vào niêm mạc. Có thể kết hợp với một ít nước cốt chanh hoặc gừng để tăng hiệu quả. 7. Dùng gừng tươi chữa đau dạ dày tại nhà theo dân gian. Gừng tươi là vị thuốc quý có công năng và dược tính đa dạng. Với đặc tính làm ấm phế, chống buồn nôn và làm ấm tỳ vị, gừng được dùng để chữa đau bụng và giảm cảm giác buồn nôn, nôn mửa. Vì có tính ấm nên nhân dân chủ yếu dùng gừng trong trường hợp đau dạ dày và đau bụng do lạnh. Nghiên cứu dược lý nhận thấy các hợp chất thực vật trong gừng có khả năng giảm đau, kháng khuẩn và điều hòa nhu động ruột một cách tự nhiên. Chính vì vậy, dùng trà gừng hoặc ngậm gừng tươi có thể giảm nhanh cơn đau dạ dày và cảm giác buồn nôn, nôn mửa đáng kể. Hoạt chất trong gừng được chứng minh có tác dụng cầm nôn và giảm đau tự nhiên. Cách pha trà gừng chữa đau dạ dày theo kinh nghiệm dân gian: chuẩn bị một củ gừng tươi, đem rửa sạch và sắp thành từng lát mỏng. Cho gừng tươi vào tách và hãm với 200ml nước sôi để trong 10-15 phút. Sau đó thêm một ít mật ong vào, khuấy đều và dùng uống trực tiếp. Nếu không có nhiều thời gian, bạn có thể giảm đau dạ dày và cầm nôn bằng cách ngậm một vài lát gừng tươi. Hầu hết các mẹo chữa đau dạ dày tại nhà chủ yếu sử dụng nguyên liệu tự nhiên, nhiệt độ và tác động cơ học nên có độ an toàn cao và lành tính. Tuy nhiên, khi áp dụng các mẹo chữa này, bạn nên lưu ý một số vấn đề sau. Các cách chữa đau dạ dày tại nhà chỉ có tác dụng hỗ trợ. Ở những trường hợp đau nặng, các mẹo chữa này có thể không mang lại hiệu quả. Đau dạ dày có thể xảy ra do dùng thức ăn cay nóng, uống nhiều rượu bia, căng thẳng quá mức. Trong trường hợp này, tình trạng nhanh chóng thuyên giảm sau khi áp dụng mẹo tại nhà và điều chỉnh lối sống. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài, đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý về dạ dày. Vì vậy, cần chủ động đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị khi cần thiết. Các cách chữa đau dạ dày tại nhà có thể giảm nhẹ mức độ cơn đau và một số triệu chứng đi kèm. Tuy nhiên, các mẹo chữa này chỉ mang lại hiệu quả tạm thời. Vì vậy, nên kết hợp với lối sống khoa học để kiểm soát và ngăn ngừa cơn đau tái phát. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video chia sẻ kiến thức về sức khỏe của Sống Khỏe Quanh Ta. Để biết thêm những kiến thức bổ ích về dinh dưỡng, cây thuốc vườn nhà hay những lưu ý về chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, hãy bấm thích video, đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được những video mới nhất.